Tôi còn nhớ khi mà Pokemon Black và White ra mắt thì đa số mọi người đều chê lên chê xuống thiết kế của bản game đấy. Hồi đấy thì mọi người vẫn còn dùng forum và tôi cũng đã chê bai rất sôi nổi, nhất là bộ phong thần và lôi thần mà sau này nó còn mọc ra thêm cả con hệ đất nữa. Thú thật là thiết kế của chúng nó tôi nhìn không vừa mắt tí nào. Dĩ nhiên sau một thời gian thì mọi người sẽ có xu hướng nguội dần, rồi thì nhìn nhiều cũng quen, hoặc là có thời gian để quan sát kỹ hơn, sử dụng những Pokemon đấy vài lần và hình thành gắn kết hay là gì gì đấy. Đại khái là lâu dài họ sẽ thấy những Pokemon mà mình từng chê bai thực ra nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng rồi mỗi khi có một bản game mới, giới thiệu những Pokemon mới, rất nhiều người cũng có lại cái cảm giác quen thuộc. Ui, mấy con này càng bản mới càng dị, càng khó vừa mắt. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thời gian gần đây tôi cũng rất băn khoăn về con Enamoros. Yeah, nó là cái con thứ tư của cái bộ ba mà hồi trước tôi cũng không thích kia. Lý do cơ bản là bởi vì chúng nó giống người quá. Không biết là tôi sẽ phải mất bao lâu để quen với hình dạng của Enamoros, nhưng hãy tạm gác lại cái vẻ bề ngoài sang một bên, bởi vì trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thế giới nội tâm để xem khả năng chiến đấu của cái con Pokemon này nó như thế nào nhé. Enamoros, tên tiếng Nhật là Rabutorosu, Pokemon của tình yêu và thù hận. Nó còn được biết đến như vị thần của mùa xuân ở vùng Hisui, bởi vì nó đến với vùng đất này từ ngoài đại dương và đã mang lại sức sống tươi mới cho vùng đất lạnh giá này. Tuy nhiên, ngoài tình yêu mà Enamoros mang lại thì Pokemon này cũng rất thù địch với những ai không quý trọng sự sống. Nó sẽ hạ thế và trừng phạt một cách tàn nhẫn. Enamoros có thể tạo ra được đến 4 cơn lốc xoáy xung quanh người cùng một lúc để làm khiên chắn bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Đây là Pokemon thứ 3 mang song hệ tiên và bay sau Togetic và dạng tiến hóa là Togekiss. Vì là Pokemon huyền thoại cho nên dĩ nhiên chỉ số công kích và tốc độ của nó ở một đẳng cấp khác so với Togekiss, có lẽ không cần phải so sánh quá nhiều nữa. Song hệ này có thể miễn nhiễm được với những đòn tấn công từ hệ đất và hệ rồng, kháng được cỏ, bóng tối, đồng thời kháng rất mạnh hệ giác đấu và bọ. Trong khi đó số lượng điểm yếu cũng không ít là 5 hệ, độc, đá, thép, điện và băng. Anh em có thể để ý là trong 5 hệ này thì có đến 4 hệ sợ đất, và Enamoros có thể sử dụng Earth Power để trả lời chúng. Có lẽ đây là Pokemon hệ tiên đầu tiên vừa có chỉ số tốt vừa được bổ trợ chiêu thức hệ đất mạnh. Mystical Fire thì để đối phó với mấy con hệ thép mà nó bay được. Túm lại, những cái con nào mà kháng được cả hai cái stab của hệ bay và tiên thì đều có thể bị xử lý bằng hai chiêu này. Thật ra bây giờ nó cũng chẳng có chiêu hệ bay nào, nhưng mà cái đấy không quan trọng lắm. Enamoros cơ bản sẽ có đặc tính là Healer. Tác dụng là thỉnh thoảng cuối lượt nó sẽ hóa giải trạng thái bất lợi cho đồng đội cạnh nó. Đây là một đặc tính vô dụng trong đấu đơn và cũng không hề mạnh trong đấu đôi, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua nó luôn tại đây. Đặc tính ẩn của Enamoros là Contrary, có tác dụng đảo ngược tất cả tăng giảm chỉ số tác động lên Pokemon sở hữu. Cái gì đáng lẽ ra sẽ tăng chỉ số cho nó thì sẽ thành giảm, và ngược lại, định giảm thì sẽ thành tăng. Đặc tính này nổi tiếng nhất với con Superior và những đòn Nasty Plot với sức mạnh 130 mang tên Leaf Storm của nó. Nghe thì có vẻ có cả lợi và cả hại, nhưng thường thì người ta sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị những chiêu thức tăng chỉ số cho địch để mà đối phó với đặc tính này, nên phần hại có thể coi là gần như không có. Tuy nhiên, để mà tận dụng tối đa tác dụng của Contrary, thì ngoài sự giúp đỡ từ đồng đội, Enamoros cũng nên có một số chiêu tự giảm chỉ số của mình, ví dụ như là Super Power. Cái chiêu này trong dòng game chính thì cả 3 Pokemon còn lại của bộ huyền thoại này đều có thể học được. Nhưng trong game Legend Arceus thì chiêu đấy không được đưa vào. Cho nên tôi cũng không chắc liệu rằng Enamoros có sử dụng được Super Power hay không. Còn hiện tại, tất cả những chiêu của Pokemon này trong Legend Arceus không có một chiêu nào kết hợp được với Contrary cả. Hơi buồn cười một tí là chiêu độc quyền của Enamoros, Springtide Storm, vốn là một chiêu rất lợi hại với sức mạnh 95 và tận 30% khả năng tăng tất cả chỉ số thêm một bậc. Nhưng nó sẽ bị hiệu quả ngược khi mang đặc tính Contrary. Dĩ nhiên là nhà sản xuất đủ tỉnh táo để không tạo ra một combo siêu mất cân bằng nếu như cho hai cái chiêu này kết hợp được với nhau theo một cách nào đấy, cho nên là anh em mong chờ gì cơ chứ. Thật ra nếu như không dùng Contrary thì chiêu này vẫn rất đáng e ngại, nhưng mà anh em sẽ phải chịu thiệt thòi là đặc tính Healer sẽ không giúp được gì nhiều cho Enamoros lắm, được cái này thì sẽ mất cái kia thôi. Chú thích một chút là tôi nghĩ 95 vẫn chưa phải sức mạnh thật sự của chiêu này, bởi vì trong game Arceus những chiêu mạnh sẽ bị giảm uy lực xuống một tí. Ví dụ như Earth Power vốn là 90 nhưng bị giảm còn 80 trong game này. Vì thế Springtide Storm sẽ có tiềm năng sức mạnh khoảng 110 nếu như được bê lên dòng game chính.
Tóm lại, tôi vẫn đánh giá con Enamoros dạng bình thường này khá cao vì chỉ số ổn áp và hệ thống chiêu thức bao phủ rộng. Sức mạnh của nó sẽ còn có tiềm năng tăng lên đáng kể nếu như bộ chiêu thức hoàn chỉnh và gen 9 mang lại cho nó thêm những công cụ để mà kết hợp với đặc tính con Chari. Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với dạng thần thú của Enamoros, mà bằng một cách nào đấy nó có một cái mõm khiến cho tôi cực kỳ chướng mắt. Pokemon này lấy hình tượng từ Huyền Vũ và cùng với ba dạng thần thú còn lại của Tornadus, Thundurus và Landorus thì chúng ta đã có đủ bộ tứ linh. Nhìn chung về chỉ số thì dạng này dồn gần hết tốc độ của Enamoros vào khai cái thủ, biến nó thành một con rùa đúng nghĩa, cứng cáp và chậm chạp. Tổng thể mặt thủ của nó lại khá tương đương với Togekiss và Clefable. Kinh nghiệm sử dụng hai con này của tôi cho thấy chúng nó có thể chịu được 2-3 hit nếu như không hồi máu. Đối với Clefable thì trâu hơn bởi vì nó có ít điểm yếu hơn, còn Togekiss và Enamoros sẽ hơi gặp rắc rối một tí về điểm này. Enamoros hiện tại đang có một vài chiêu tăng sự lì lợm là Iron Defense, Calm Mind và Draining Kiss. Để mà tanh thì chắc là nó không thể bằng được Tapu Fini, nhưng mà Enamoros vẫn có những vũ khí tạo nên bản sắc của riêng nó. Đấy là ngay cả ở trong cái dạng trâu bò này, nó vẫn đánh cực kỳ đau. Nếu như anh em nghĩ rằng ở dạng thần thú này Enamoros có thể tận dụng cái hiệu ứng tăng chỉ số của chiêu Springtide Storm một cách hoàn hảo, thì thật ra chiêu đấy nó cũng đổi hiệu ứng theo hình dạng của Pokemon này. Ở dạng thần thú, Springtide Storm sẽ có 30% khả năng giảm chỉ số phòng ngự của đối phương. Đấy là trên tất cả những trang thông tin vào thời điểm mà tôi làm video này nói như thế. Nhưng khi tôi quay video thì phát hiện ra là nó còn giảm cả khả năng công kích nữa. Và thú thực là tôi cũng chưa từng dùng con này trước đây lần nào để kiểm chứng xem có phải là họ vừa bị bí mật buff cho nó trong cái bản patch gần đây hay không. Nhưng tôi cũng thấy nó hợp lý, bởi vì ở dạng thường, chiêu này tăng tất cả chỉ số cho bản thân, thì ở dạng thú nó giảm tất cả chỉ số của mục tiêu cũng là chuyện công bằng. Và bây giờ thì con này nó còn đáng sợ hơn cả tất cả những gì mà tôi suy tính ban đầu. Như vậy, Enamoros dạng thần thú có khả năng thay đổi linh hoạt. Nó có thể là một Pokemon đam to cục xúc với sức mạnh thuần túy đủ lớn để hạ gục cả những bức tường dày nhất trong vòng 1-2 hit, trong khi đó bản thân của nó cũng đủ trâu để thoải mái trụ trên sân vài ba lượt. Hoặc nó là một Pokemon có thể setup siêu trâu siêu lì lợm mà vẫn có thể cấu đam rất đau. Thậm chí nó có thể là một Pokemon càn quét trong Trick Room cũng rất hiệu quả nữa. Đặc tính của Enamoros ở dạng này đổi thành Overcoat, giúp cho nó gia tăng sự lì lợm bởi vì không bị ảnh hưởng bởi trời mưa đá và bão cát, miễn nhiễm với bào tử rùa ngủ và cũng không thể bị hút đòn tấn công bằng Red Powder bởi vì đây cũng là một chiêu bào tử. Cơ bản thì hai hình dạng của Enamoros vào thời điểm này có thể đáp ứng tốt vai trò đánh cực đau, và với bộ chiêu thức rộng rãi thì rất khó để cho đa số Pokemon có thể nhảy vào hứng đòn của nó. Mà kể cả có nhảy vào được thì cũng không nhiều Pokemon có thể vượt tốc độ dạng thường hay là dồn đam vào dạng thú. Đáng sợ hơn nữa thì đây còn chưa phải là sức mạnh hoàn chỉnh của Pokemon này. Xét cả việc đây là một Pokemon huyền thoại thì sức mạnh của nó cũng phải thuộc vào cái dạng thượng huyền rồi, giống như ba người anh em của nó vậy, con nào cũng đóng vai trò rất quan trọng trong metagame. Thế còn anh em nghĩ sao về Pokemon này? Liệu với sự xuất hiện của nó thì thế lực nào sẽ bị đe dọa? Pokemon nào sẽ ra chuồng gà? Và Pokemon nào sẽ lên ngôi để đe dọa Enamoros? Hãy cùng nhau thảo luận dưới phần comment nhé! Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. A peace!